Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý mời quý vị cùng điểm qua. Long An đầu tư hơn 267 tỷ đồng nâng cấp tuyến đường cặp kênh sông Trăng. Đề xuất sinh viên học tài chức được cấp học bổng như chính quyền. Tin thế giới, cộng đồng quốc tế tăng cường viện trợ nhân đạo tại Gaza. Thưa quý vị, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Tân An tổ chức sơ kết công tác kiểm tra giám sát 9 tháng và phương hướng nhiệm vụ quý 4 năm 2024. Trong 9 tháng đầu năm 2024, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện các nhiệm vụ kiểm tra giám sát theo chương trình công tác năm 2024 và các nội dung đột xuất do Ban Thường vụ Thành ủy giao. Ủy ban kiểm tra thành ủy phát động thi đua cho Ủy ban kiểm tra đảng ủy cơ sở trực thuộc và triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ ngay từ những tháng đầu năm, đảm bảo theo tiến độ đề ra và xác định được nội dung trọng tâm và những vấn đề bức xúc để tập trung kiểm tra, giám sát. Trong 9 tháng đầu năm, có 3 đảng viên vi phạm bị thi hành kỷ luật, đình chỉ sinh hoạt đảng. Việc thi hành kỷ luật tiến hành đúng phương châm nguyên tắc thủ tục, công tác tiếp nhận xử lý đơn thư, giải quyết tố cáo, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện tốt. Quyền quỹ Thủ thừa tổ chức hội nghị chuyên đề sơ kết 2 năm thực hiện chỉ thị số 26 của Ban thường vụ Quyền quỹ về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh và đào tạo nghề trên địa bàn quyền và chỉ thị số 29 của Ban thường vụ Quyền quỹ về nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn quyền để thực hiện có hiệu quả các chỉ thị ủy ban nhân dân huyện chọn trường trung học cơ sở thị trấn thủ thừa làm điểm xây dựng một số mô hình thí điểm về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh tăng cường công tác phối hợp liên kết với các doanh nghiệp cơ sở đào tạo nghề tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm giới thiệu về nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp chính sách hỗ trợ đối với lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm học 2023-2024, số học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp tỉnh trên toàn huyện là 95 học sinh, đạt giải 35 học sinh, tỷ lệ 36,8%, tăng 9%. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục được quan tâm sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, đầu tiêu thiết bị đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên và học sinh. Đến nay thì toàn huyện có 27 trên 32 trường đạt chuẩn, tỷ lệ trên 84%. Thưa quý vị, lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành chủ trì cuộc họp để thông qua thiết kế các công trình xây dựng cơ bản dự kiến thực hiện trong năm 2025. Theo đó, các công trình gồm công trình sửa chữa, nâng cấp mở rộng láng nhựa đường 30 tháng 4 nhánh trái, công trình mở rộng láng nhựa đường 30 tháng 4 nhánh phải, công trình xây mới trụ sở xã An Độc Long và công trình xây mới trụ sở xã Thuận Mỹ sau khi thông qua thiết kế, phối cảnh và vị trí xây dựng các công trình, lãnh đạo huyện Châu Thành cho ý kiến cho từng hạng mục và yêu cầu các đơn vị tư vấn thiết kế tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để trình phê duyệt. Thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Hưng Quỳnh Thanh Hiền cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn đến xã Thành Hưng kiểm tra tuyến đê bao lửng và một số công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã. Qua kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Huỳnh Thanh Hiền chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan nhiều vấn đề để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của xã. Trong đó, ông nhấn mạnh về nâng độ cao trải đá tuyến đê bao lửng bờ Tây kênh Bình Trinh để bảo đảm tránh trú và phục vụ vận chuyển trong sản xuất lúa của nông dân. Ủy ban nhân dân xã phải họp dân để lấy ý kiến. Khi dân thống nhất 100%, xã gửi đề nghị và danh mục đầu tư về cơ quan chuyên môn huyện để tổng hợp đề xuất đầu tư công trong lộ trình năm 2026-2030 trường tiểu học và trung học cơ sở xã đã xây mới xong khẩn trương hoàn thiện các thủ tục bàn giao quyết toán công trình xây mới trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã đơn vị thi công cần hoàn thành trước hạn để kịp phục vụ đại hội đảng bộ xã Ngoài ra, điểm trường tiểu học cũ, cơ quan chuyên môn huyện cần đề xuất nguồn vốn sửa chữa thành trường mầm non, công trình đường cặp kênh T3 từ kênh hậu sông Trăng đến ranh huyện Vĩnh Hưng và sửa chữa trụ sở Ủy ban Nhân dân xã. Chủ đầu tư cần đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Quyền Tân Thành tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh dùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Theo kế hoạch đề án được triển khai theo hai giai đoạn tại 12 xã và triển khai trong vụ đông xuân năm 2024-2025. Giai đoạn 1 từ năm 2024-2025 tập trung củng cố các diện tích đã có của dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững tại Việt Nam và sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn huyện là 15.000 hectare. Giai đoạn 2 từ năm 2026 đến năm 2030 xác định cụ thể khu vực trọng tâm để lập dự án đầu tư phát triển dùng lúa chuyên canh chất lượng cao, giảm phát thải mới ngoài dùng dự án VNSAT và sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao để hướng tới mục tiêu 26.400 ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp trên địa bàn quyện đến năm 2030. Đề án được thực hiện nhằm hình thành dùng chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp, gắn với tổ chức lại hệ thống sản xuất theo chuỗi giá trị, áp dụng các quy trình canh tác bền vững nhằm gia tăng giá trị. Nhằm quy động công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ, nhất là công dân có trình độ cao vào thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, Công an tỉnh Long An vừa có thông báo tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2025. Công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên. Đối với công dân được đào tạo trên độ cao đẳng đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ theo quy định của luật nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì tuyển chọn đến hết 27 tuổi. Đối với số công dân đã tốt nghiệp và được cấp bằng tốt nghiệp đại học chính quy đạt loại khá trở lên, quá trình phục vụ tại ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến trở lên, có điểm 3 môn thi trung học phổ thông đạt từ đủ 15 điểm trở lên là đảng viên sẽ được xét tuyển thẳng chuyên nghiệp theo chỉ tiêu hoặc tăng ưu tiên khi xét chuyển chuyên nghiệp. Thời gian tiếp nhận đăng ký từ nay cho đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2024, công dân có nguyện vọng đăng ký dự tuyển, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, liên hệ với công an xã phường thị trấn nơi đăng ký thường trú, hoặc công an các huyện thị xã thành phố, hoặc phòng tổ chức cán bộ, số điện thoại 0693609413 để được hướng dẫn. Để đảm bảo chất lượng nguồn công dân dập ngũ năm 2025 từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 2024, ban chỉ huy quân sự quyện Tân Trụ phối hợp với trung tâm y tế quyện tổ chức sơ tuyển sức khỏe công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2025 tại các xã thị trấn trong quyện. Toàn quyền Tân Trụ có 1.664 công dân đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe. Từ ngày 15, 16, 17 đã tổ chức khám sơ tuyển cho hơn 700 nam thanh niên của ba xã Nhật Ninh, Tân Bình và Đức Tân. Trước đó, Trung tâm Y tế huyện Tân Trụ đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho các thành viên trong tổ sơ tuyển và trưởng trạm y tế xã thị trấn. Khi có kết quả trúng sơ tuyển sức khỏe tại 10 xã thị trấn trong huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện sẽ tổ chức công tác khám sức khỏe tại huyện để tuyển chọn những thanh niên có sức khỏe tốt, đảm bảo cho công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025 đạt chỉ tiêu chất lượng cao. Qua nhiều năm sử dụng, tuyến đường cặp kênh sông Trăng đã xuống cấp làm mất an toàn giao thông, Hiện nay tuyến đường này được tỉnh đầu tư hơn 260 tỷ đồng nâng cấp, nhờ quá tạo điều kiện cho việc đi lại vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận tiện hơn và dễ dàng hơn. Công trình đường cập kênh sông Trăng do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 267 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương hỗ trợ 182 tỷ đồng, phần còn lại là ngân sách tỉnh. Tổng chiều dài toàn tuyến là hơn 20,6 cây số dự kiến công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2026. À, đường này á thì nó xuống cấp từ lâu rồi, tôi ở đây là cũng chục mười mấy năm, nhưng á, hả nắng thì bụi dữ lắm, còn mưa thì lầy đưa em đi học té lên té xuống, nhiều khi đi khúc đường trở về, rồi thấy à, mà nhà nước làm để lộ này thì thấy cũng mừng dữ lắm, rồi trong cho lộ rồi hoàn thành ăn mình đi tới luôn cũng dễ dàng. À, trước hết là thuận tiện cho bà con nhân dân, cũng như học sinh đi lại. Thứ hai nữa là góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội của địa phương à, và cái sẽ đạt được cái tiêu chí số 2, tiêu chí giao thông trong cái lộ trình là xây dựng xã Tân Hưng trở thành lấy xã à, nông thôn mới năm 2024. Công trình sau khi hoàn thành, góp phần hoàn thiện đồng bộ hạ tầng giao thông theo quy hoạch, phục vụ việc lưu thông hàng hóa, kết nối với hệ thống đường tỉnh, quốc lộ, giảm chi phí vận chuyển cũng như an toàn cho người tham gia giao thông. Góp ý vào nghị định sửa đổi luật giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất sinh viên học chương trình vừa học vừa làm, đào tạo từ xa sẽ được cấp học bổng khuyến khích học tập như sinh viên chính quyền theo bộ giáo dục và đào tạo không có sự phân biệt học sinh sinh viên học chương trình chính quy với người học chương trình vừa làm vừa học, đào tạo từ xa. Ngoài ra bộ giáo dục đào tạo cũng đề xuất phương án học bổng khuyến khích học tập được bố trí tối thiểu bằng 5% nguồn thu học phí đối với trường công lập, giảm 3% so với quy định hiện hành và tối thiểu 2% nguồn thu học phí đối với trường tư thục, tức là vẫn giữ nguyên như quy định hiện tại. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dự kiến quyết định số 1188 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án mở rộng nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau. Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng mở rộng, nâng cấp Cảng hàng không Cà Mau đảm bảo khai thác máy bay A320, A321 và tương đương, tạo động lực phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, đồng thời bảo đảm an ninh quốc phòng của tỉnh Cà Mau và khu vực. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) là nhà đầu tư dự án vốn đầu tư của dự án khoảng 2.400 tỷ đồng, sử dụng 100% vốn chủ sở hữu của ACV. Cải tạo, mở rộng nhà ga hành khách hiện hữu đạt công suất 500.000 khách một năm, có thể mở rộng đảm bảo khai thác 1 triệu hành khách một năm khi có nhu cầu. Trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực Trung Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, cộng đồng quốc tế vẫn đang đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nhân đạo, đặc biệt đối với người dân Palestine tại khu vực giải Gaza. Cơ quan giám sát hoạt động vận chuyển hàng hóa tại giải Gaza của quân đội Israel thông báo, 50 xe tải mang theo vật tư y tế và trang thiết bị phục vụ việc xây dựng lán trại từ Jordan đang trên đường tới khu vực phía bắc giải Gaza. Trong khi đó, giới chức ngoại giao Anh khẳng định sẽ cung cấp một triệu bản cho cơ quan đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Ai Cập nhằm thúc đẩy các nỗ lực hỗ trợ người dân Palestine và rời bỏ Gaza để lánh nạn. Bên cạnh đó, London cũng nhấn mạnh tới việc đảm bảo lượng lớn hàng cứu trợ có thể tới Gaza để giúp người dân Palestine chống chịu mùa đông sắp tới. Những động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Liên Hợp Quốc thời gian qua đã liên tục bày tỏ quan ngại về diện trợ nhân đạo cho giải Gaza đang bị hạn chế. Và điều này đã và đang tác động đáng kể tới những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương, đặc biệt là trẻ em. Liên minh châu Âu tuyên bố khối này sẵn sàng dừng hoàn toàn việc trung chuyển khí đốt của Nga qua Ukraine do các nước trong khối về cơ bản đã đa dạng hóa các nguồn cung thay thế. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh thỏa thuận trung chuyển khí đốt Nga-Ukraine sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Sau hội nghị Bộ Năng lượng Liên minh châu Âu, Quỹ ban Năng lượng của khối cho biết các nước Trung và Đông Nam châu Âu đã có các nguồn cung thay thế, trong khi các cảng nhập khẩu khí đốt tự nhiên quá lỏng đã có đủ năng lực lưu trữ và phân phối cho các nước thành viên. Ngoài ra, các cơ sở lưu trữ khí đốt của Liên minh châu Âu đã được lấp đầy 95%, có thể giúp bình ổn giá năng lượng cho các nước thành viên trong mùa đông tới khi nhu cầu sự ấm tăng cao. Trên cơ sở đó, Liên minh châu Âu sẵn sàng ngừng hoàn toàn việc trung chuyển khí đốt của Nga của Ukraine vào cuối năm nay. Thủ tướng Thái Lan Betong Than Sinwak đã chính thức phát động dự án phục hồi kinh tế toàn quốc nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ, qua đó giúp giảm chi phí sinh hoạt cho người dân. Được tiến hành từ tháng 9 năm nay tới tháng 1 năm sau, dự án đặt mục tiêu sẽ tăng doanh thu, giảm chi phí và tạo các cơ hội phát triển mới cho các doanh nghiệp nhỏ. Các doanh nghiệp nhỏ sẽ được các bộ ngành, các doanh nghiệp lớn và các nhà sản xuất địa phương hỗ trợ giảm chi phí tiền thuê cửa hàng, giảm giá các mặt hàng thiết yếu cung cấp những sản phẩm giảm giá và tham gia các hội chợ thương mại để có cơ hội tiếp cận nhiều hơn với người tiêu dùng. Với thế mạnh trong lĩnh vực sản xuất, Trung Quốc vẫn đang có nhiều bước đi nhằm thúc đẩy phát triển hơn nữa lĩnh vực này. Trong số này phải kể đến hội chợ xuất nhập khẩu Trung Quốc tại thành phố Quảng Châu, một trong những sự kiện thương mại lâu đời nhất tại Trung Quốc và luôn thu hút đông đảo doanh nghiệp trên khắp thế giới. Hội trợ xuất nhập khẩu Trung Quốc đang diễn ra đánh dấu lần thứ 136 sự kiện này được tổ chức, với chủ đề phục vụ phát triển chất lượng cao, quảng bá mở cửa cấp cao. Hội trợ năm nay thu hút hơn 30.000 đơn vị tham gia triển lãm, cùng khoảng 1,15 triệu mặt hàng mới được trưng bày. Đáng chú ý, sự kiện cũng có sự tham gia của 241 trên tổng số 250 doanh nghiệp bán lẻ và tập đoàn đa quốc gia hàng đầu thế giới. Giai đoạn 1 của hội chợ diễn ra từ ngày 15 đến 19 tháng 10, đã thu hút gần 150.000 khách hàng đến từ 200 quốc gia và dùng lãnh thổ trên khắp thế giới, với mục tiêu tìm kiếm cơ hội kinh doanh cũng như nguồn hàng với giá cả cạnh tranh. Sau hơn 20 năm xây dựng, Ai Cập vừa đưa vào vận hành thử nghiệm đại bảo tàng với việc mở cửa 12 phòng trưng bày chính, đây là một phần trong nỗ lực nhằm mang lại sự trải nghiệm hoàn hảo cho du khách trước khi đưa vào khai trương chính thức, một sự kiện đang được thế giới trông đợi. Đại bảo tàng nằm trải rộng trên diện tích 18.000m2, kể lại câu chuyện về xã hội Ai Cập cổ đại qua ba chủ đề chính, dân quyền, xã hội và tín ngưỡng. Hiện hơn 57.000 hiện vật đã được chuyển đến bảo tàng, trong đó 14.000 hiện vật được sắp xếp theo các phương pháp trưng bày hiện đại nhất mang đến trải nghiệm tương tác sâu sắc cho du khách. Giờ thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.